Đây là những câu nói được trích từ bài giảng của Ngài A Chàn Cha, Tỳ Kheo Khánh Hỷ Dịch. Giọng đọc Tuệ Nhiên. Bình An. 99. Hỏi: Thế nào là bình an? Trả lời: Thế nào là hỗn loạn? Bình an là không hỗn loạn. 100. Bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ, không thể tìm bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao, cũng không thể tìm bình an nơi vị thầy khả kính, khả ái. Ở đâu có đau khổ, ở đó có con đường thoát ly. 101. Làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ. Đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn. Và cuộc đấu tranh với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. 102. Thật vậy, chẳng có cái gì là của con người cả. Dầu chúng ta là gì tí nữa, cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi. Bóc khỏi cái lớp vỏ này, chúng ta sẽ chẳng thấy gì ngoài những đặc tính phổ thông, sinh ở giai đoạn đầu, thay đổi ở giai đoạn giữa, và chấm dứt ở giai đoạn cuối. Tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu nhìn mọi vật như thế thì chẳng còn vấn đề gì nữa, và chúng ta sẽ hài lòng và bình an. 103. Hãy nhận biết điều gì tốt, điều gì xấu. Dù bạn đang du hành hay đang định cư ở một chỗ nào, không thể tìm thấy bình an trên đồi cao, trong rừng sâu hay trong hang động. Dầu có đi đến nơi Phật thành đạo đi nữa, cũng không tới gần chân lý hơn. 104. Tìm kiếm những gì bên ngoài chúng ta chỉ là sự so sánh và phân biệt. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách này, không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách truy tầm cho ra một người hay một vị thầy hoàn hảo. Đức Phật dạy chúng ta phải tìm kiếm giáo pháp, tìm kiếm chân lý, chứ đừng tìm kiếm người nào. 105. Ai cũng có thể làm nhà gạch hay nhà gỗ, nhưng đó không phải là nhà của ta, mà là nhà của thế gian và bị luật thế gian chi phối. Bình an nội tâm mới thực sự là nhà của ta. 106. Rừng là nơi bình an, phải không? Vậy tội tình chi nắm chặt trong tay những gì làm bạn rối rắm? Hãy để cho thiên nhiên dạy bạn, nghe tiếng chim kêu, rồi xả bỏ. Làm rõ thiên nhiên, bạn sẽ hiểu rõ giáo pháp. Hiểu rõ giáo pháp, bạn sẽ hiểu rõ thiên nhiên. 107. Truy tầm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu. Bạn không thể nào tìm được, nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. 108. Giới định huệ tạo nên đạo, nhưng đạo không phải là chân lý, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu. Nhưng bạn muốn đi từ Bangkok đến thiền viện Wat Pa Bong chẳng hạn. Con đường rất cần thiết cho hành trình của bạn, nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện chứ không phải là con đường. Cũng thế, chúng ta có thể nói rằng giới định huệ ở ngoài chân lý của Đức Phật, nhưng là con đường dẫn đến chân lý này. Phát triển giới định huệ, bạn sẽ có sự bình an
kỳ diệu nhất.